Bình Thuận phát hiện thêm 37 trường hợp nghi nhiễm với SARS-CoV-2. Ngày 18 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận 37 trường hợp nghi nhiễm với SARS-CoV-2, trong đó có 11 ca nghi nhiễm ngoài cộng đồng, 26 ca nghi nhiễm là F1 đã được cách ly tại thị xã La Ghi. Lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết, xác định nhanh những trường hợp có tiếp xúc gần với các ca nghi nhiễm. Sáng ngày 18 tháng 7, ngành chức năng đã xác định được 77 người tiếp xúc gần F1 và đang tiến hành xét nghiệm real-time PCR. Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Lực lượng chức năng cũng đã xác định được 232 trường hợp F2 và đã tiến hành lấy mẫu test nhanh. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm tất cả trường hợp F1 và F2 của 37 ca nghi nhiễm mới nhất ở Bình Thuận đều cho kết quả âm tính. Tại Bình Thuận, thị xã La Ghi là nơi có dịch diễn biến phức tạp khi đã ghi nhận 34 trường hợp mắc COVID-19 và 30 trường hợp nghi nhiễm. Thị xã La Ghi đang tiến hành phong tỏa 19 điểm có liên quan đến các trường hợp mắc COVID-19. Ở huyện Đức Linh, ngay sau khi phát hiện 6 ca nghi nhiễm trên địa bàn vào ngày 17 tháng 7, địa phương đã tiến hành phong tỏa 3 khu vực liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong nhận định tình hình dịch ở tỉnh này khá phức tạp, nhất là tại thị xã La Ghi, điều kiện nhân lực, vật lực của Bình Thuận không như các tỉnh thành khác. Vì vậy, phòng chống dịch bệnh phải theo phương châm xử lý dịch bệnh ở địa phương nào thì dứt điểm ở địa phương đó. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.